Nhiều lúc không biết ăn cái gì thì ở cái nhà này sơ hở là thấy có người nấu ăn. Giống như cái chảo phô mai gà kéo sợi này nè. Tự nhiên rinh cái nồi ra giữa nhà ngồi nấu làm nghe cái mùi thơm dễ sợ. Biết là ăn cái này mập lắm không, nhưng mà miếng gà giòn giòn thêm xíu phô mai béo béo nghe có vẻ hấp dẫn hơn. Thấy cái nồi cũng dễ rinh, không mấy mình rinh cái nồi lên phòng luôn được không ta? Mà chưa kịp rinh là nó cũng hết luôn rồi. Tưởng chừng bữa ăn dừng lại ở đây nhưng mà không hề luôn. Tự nhiên chị Tiên đẹp xuất hiện biến ra nguyên cái nồi lẩu ghẹ bà chà bứ. Mà chị đẹp đã có công nấu lẩu thì mình cũng làm thêm món gì đó chứ đúng không? Mà không biết tìm đâu ra cái nồi con gấu này nó tiện lợi hết sức. Hấp vừa nấu lẩu chiên xào đủ kiểu. Mà chỉnh nhiệt độ kiểu vậy cũng dễ xài nữa. Mà dung tích cũng gần 4 lít lận. Chưa kể còn có cái chảo chiên chống dính hồi nãy nhìn cũng hơi bị sang xịn mịn luôn ha. Cái nồi với cái đế điện rời nhau nên cũng dễ vệ sinh nữa. Ủa rồi không biết cái nồi của ai mà khen dữ gì ta. Được chị đẹp cho ăn nhiều món cùng lúc kiểu vậy thì phải khen thôi chứ sao. Nhìn bé ghẻ hấp đầy gạch kiểu vậy là thấy uy tín rồi á. Mà nói chung cũng hên là lúc nào chị đẹp lựa hải sản cũng tươi ngon chắc thịt kiểu vậy hết. Mỗi lần cắn là nguyên một thớ thịt dày luôn, nó đã dễ sợ. Mà phát hiện trong cái nồi này có cái nấm này lạ lắm nè, có ai biết là cái nấm gì không? Rồi lạnh lạnh mà ngồi đẩy cái lẩu coi bộ có lý nha. Bởi ở cái nhà này sơ hở là có người nấu ăn thì cũng phải có cái người siêng ăn như mình chứ đúng không?